Hello, chào tất cả anh em ha. Nay sau 7 ngày rồi ha. Lúc trước em lên là cách nay 7 ngày. Thì em cũng moi móc được số đồ này. Á nhiêu đây là em đi đi rất là nhiều nơi ha. À lúc này hàng thì nó chưa ra nhưng mà nó có một cái dịch vụ mới ở cảng này. Lấy hàng tuyển ha. Ở trong đó nó sẽ chụp hình ra. Mình chốt món nào chắc chụp trên mặt thôi. Chốt món nào trên mặt thì nó sẽ lấy ra bán. Thì em chốt được cũng khá nhiều nhưng mà đồ giá hơi cao nha nè. Hàng thì đẹp nhưng mà giá hơi cao nè. Thì do nó là hàng tiện á. Giờ không có hàng phải chịu thôi anh em. Em có rất là nhiều hàng á. Đây em có về được hai con bếp ga nè. Hai cuộn rulo ha. Con cắt sắt Makita nè. Cưa trượt Makita nè. Cắt góc Makita nè. Có con đánh bóng nè. Đánh bóng hai đầu. Con mài hai đá, hai con nhám băng ha, đổi nguồn ha, đục bê tông, khoan bê tông, cưa gỗ ha, đánh bóng, phay nè, phay như mới luôn nha anh em, dít, hai con dít, dít pin đồ ha, thôi vô đi, với lại con mớ đồ hơi nè anh em, đó, bữa anh em nào chốt bắn đinh gì đó, bắn đinh mà chốt không kịp á thì có rất nhiều anh chốt không kịp ha, cũng có rất nhiều anh trách em mà tại sao mấy clip trước anh dặn rồi mà clip này em không có để cho anh gì. Tại vì em nói với mấy anh thông cảm mà rất nhiều người dặn. Rất nhiều người dặn mà giờ mình bán người này không bán người kia thì anh em lại nói là bên trọng bên khinh. Cho nên thôi để em lên clip đó, anh nào mình chốt trước thì mình mua thôi. Đó là tùy duyên. Chứ bây giờ mà có một con bắn đinh mà mười mấy người dặn rồi em biết bán cho ai giờ. Anh em thông cảm ha. Để em chỉnh cái điện thoại tí cái. Ai. Ây chà. À bữa giờ mệt. Đi 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 nhiều. Dọn máy rồi. Biết cái ngồi ngồi không nổi luôn nè. Đau lưng quá. Đau nay đau lưng tới cái chân. Lúc trước em kết thúc mã 35 ha. Lúc này em sẽ bắt đầu bằng mã 36. Bán cái gì trước đây? Đây. Em có cây thước Mitsuyo. À, cây này như mới luôn nha nè. Quá trời đẹp. Cây này 20 xăng nha anh em. Nó sẽ mắc hơn cây 15 xăng ha. Cây này 20 xăng lận. Nó 20 thôi chứ nó ra tới 21, 22. Đây là 20 nè. 21, 22 lận ha. Còn một khúc ở ngoài đây nữa nè. Đó. Mitsuyo ha. Chữ nghĩa anh em dòm em định em ha. Chữ nghĩa còn cực kỳ. Mà Mitsuyo này thì cái chữ nó không bao giờ mờ cả. Và nó không có xét. Đó. Rất nhẹ nhàng ha, khích địch nha anh em, đó, khích địch ha, nó còn đầy đủ hết nha, còn ngóc khóa đây còn ha, đây, này còn luôn ha, đây, cái này thì không có gì để test, con này mã 36 ha, 400k, này khá nhiều đồ cho nên em sẽ nói nhanh nhanh giống clip trước ha, clip trước em lên 35 món mà em nói trong vòng có 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Mã 36 400k. Thước thước kẹp Mitsuyo. Mitsuyo là cái thương hiệu thước là nổi tiếng luôn nha. Nó là thước nó thước Mitsuyo là mắc tiền nhất rồi, chuẩn nhất rồi. Rồi, với bán đồ hơi. À, trước khi được bán đồ hơi em bán con này đi. Anh em biết con này con gì không? Đây là con mày khuôn ha. Mày khuôn 3 ly, mỗi 3 ly ha, của Rison. Đó, nhưng mà cái con này đặc biệt có một cái là nó chạy điện từ 6V điện DC nha. Con này nó chạy từ 6V đến 18V luôn. Đó, tốc độ là 20.000 vòng. Đó, thường thường cái con này anh thấy anh em bán là chạy bằng bằng điện ha, còn con của em là chạy bằng bằng pin. Chạy 12V. Em không có nguồn em lấy cái nó lấy cái cục sạc 12V nè. Đó. Em đưa ra 2 giây này em test thử cho anh em coi. Đó. À, con này là nó có dây 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 của nó là có âm dương đàng hoàng nha anh em. Đây, cọc âm cọc dương đàng hoàng ha. Em mở công tắc sẵn đi. Âm dương nè.
hơi khó test ta. Vang lên hết luôn rồi. Hoạt động hoàn hảo nha anh em. Hàng này khá độc ha. Đây là con máy khuôn. Anh này nó xài từ 6V đến 12V. Công suất là 40W ha, dòng tua 20.000 dòng, kẹp mũi 3 ly ha. Con này mà điện 100V á thì anh em thấy bán, em thấy bán tới 600 ngàn con. Con này em bán em rẻ thôi. Xài điện DC dành cho anh em nào cúp điện xài ha. Khi nào cúp điện mình xài. Máy khuôn 3 ly ha. Xài điện DC nha anh em, từ 6 đến 18V ha. Con này mã 37. 37, con này để anh em, con này món này em sẽ bán cho anh em giá gần như là giá rẻ hơn giá vốn luôn. Trong clip này có cái món gì anh em săn ha, 350 thôi. 350k thôi. Hàng này khá độc nha anh em. Từ trước giờ em mới gặp con đầu tiên luôn á. Xài điện 100V thì không nói rồi ha. Con này xài điện DC 37 350k. Rồi tới đồ hơi. Đây, món này khá độc nè. Còn sợi dây này dài cầu hơn mét nha nè. Sợi dây dây của nó là dài là hơn mét ha. Con này là con mài nhắm đai. Mài nhắm đai ha. Trước em có bán mấy con mài nhắm đai hiệu Nitto á, Nitto Koki á. Thì con này cũng là Nitto Koki ha, made in Japan. Nhưng mà con này xài hơi ha. Thì con nhắm đai này thường chỉ có cái dòng Nitto Koki thì nó làm thôi. Cái nhám này, bản nhám của nó chỉ có một phân thôi. Đó, dành cho anh em nào mà mài đồ nhỏ ha. Mà lộ nhỏ này lại hiếm mà. Đặc biệt cái con này nó có đổ chiều. Đó, anh em gặt cái này nè, qua bên đây nó chạy chiều bên đây á, gặt qua bên đây nó chạy chiều lại. Đây anh test cho anh em coi ha. Gạt qua bên đây là chạy chiều ngược lại. Rất là hay ha. Có điều tóc luôn rồi chứ anh em. Nè, có điều tóc luôn nè. Ghê thiệt. Khá độc ha. Hoạt động hoàn hảo anh em ha. Cái nhóm này anh em đặt có hết nha anh em. Nó giống như cái nhóm con điện á. Cái nhám của con điện là với con này y chang nhau ha. Nitto Koki in Gia Văn ha. Mà nhám đai hơi. Dây này khá dài nha nè. 8 mét ạ. Đây. 38. 38. Con này để anh em 500k. Rẻ hơn con điện nhiều ha. $500k 38 500 ha. Mài nhắm đai hơi Nitto Koki made in Japan ha. 500k. Bản nhắm này chỉ có một phân thôi nha anh em. Hai tỏi dít. Mấy con bắn đinh này là em lấy hàng mặt không, giá cao lắm nha anh em. Giờ anh em hỏi bắn đinh thì quá trời, mà không lấy thì không có hàng bán. Lấy giá cao quá bán mắc anh em chửi. Rồi tiếp theo là con bắn dít hơi ha. Đây nó có cái mũi dít sẵn luôn ha. Con này dít hơi này của mắc ha. Mắc có 4 số chỉnh lực ha, đảo chiều. Đây nó bị dính hay keo tí nha nè, không sao hết ha, còn liền lạc hết á. Của mắc ha, made in Japan. Cái chui hơi của em nó hơi bị xì nha nè. Chui hơi của em lúc xì lúc không. Ồ, con này có đảo chiều, có điều tóc luôn nha nè, điều tóc cò luôn ha. Rồi đảo chiều đây ha. Nè đây nó có số số 3 nè.
số 2 nè, số 1 nè, đây số 4 nè. Hoạt động hoàn hảo ha. Rồi, con này em cũng bán hoài. Con này mã 39. 39, con này để anh em 450. Quá bẹo. Có hôm trước có anh nhiều anh mua hụt con này lắm ha. Cả 6 7 người hỏi, hôm trước em có lên con 700.000. 700.000 trong thùng. Con này thì rẻ thôi, 450. Có điều tốc luôn ha, 4 số chỉnh lực đảo chiều. À, 450. Rồi tôi bắn đinh. Bán con này trước đi, con này rẻ nhất bán trước. Hai con này mới chắc. Đây. Con này thì ngoại hình tương đối thôi, không đẹp ha. Nhưng mà nó tương đối, nó liên lạc hết. Con này đời mới ha. Đây là con bắn đinh ép. À quên. Em còn một con nữa đang bị hoàng về. Hoàng về là súng nó không có tật lỗi gì hết á, mà anh đó nhận xong anh nói ủa sao gắn đinh không vừa. Hỏi ông gắn đinh gì á thì anh nói anh gắn đinh ST. Trời ơi. Đinh này là đinh ép nha anh em. Đinh ép bắn gỗ ha, không phải là đinh ST mà bắn tường đâu. Đây đinh ép đây. Đinh ép bắn gỗ nha anh em. Đây, Makita AF502N ha. Bắn đinh từ 15, tức là 1 phân rưỡi đến 5 phân ha. Áp trên 4kg. Rồi, có đầy đủ chức năng ha. Chế độ an toàn. Chế độ an toàn ha. Là nhấn vô nó mới ra đinh ha. Chỉnh nông sâu là cái vòng tròn này ha. Chỉnh nông sâu đinh. À, khóa cò. Nút này là khóa cò ha. Rồi, nó có thêm một cái chức năng nữa. Để em test cho anh em xem. Rồi, chế độ an toàn nè. Bóp không ra đinh ha. Rồi, mình nhấn vô nó mới ra đinh ha. Makita này thì thông dụng ha. Mạnh. Rồi, nó còn một chức năng nữa là anh em muốn không xài chế độ an toàn này, tức là bắn nó ra đinh trực tiếp á, thì em nhấn cái này vô, đẩy cái này lên. Đó, đẩy cái này lên là bắn ra đinh trực tiếp nha. Không cần phải đè nha. Nè. Đó, không cần phải đè. Còn để chế độ an toàn này thì nhấn nó mới ra. Rồi, chỉnh nông sâu đinh là dùng tròn này ha. Cái này, con này với con này giống nhau, em chỉ giới thiệu một con thôi ha. Đầy đủ chức năng, nó có báo hết đinh luôn ha. Đây, bắn lại anh em xem. Hoạt động hoàn hảo ha. Đây. Liên lạc hết nha nè. Con này đời mới, AF502. 40. Makita này thì nó thông dụng, cho nên anh em lái nó sẽ săn nhiều và giá nó sẽ cao hơn mấy con như mắt rồi hả nha anh em. Mắt đồ thì ít ít có anh em, tại anh em mấy anh em đã không biết sửa cho nên ngại lấy về không biết sửa rồi không biết làm cho nên là ngại lấy về. Còn Makita này thông dụng phụ tùng nó có hết ấy, thì nhiều anh em lái săn lắm cho nên giá Makita nó sẽ nhỉnh hơn như con mắt ha. Con này thì 750. 750k. Mã 40. Mã 40 ha, 750. Rồi tới con này đi. Thì con này giống con nãy em không giới thiệu lại ha. AF502N ha, nhưng mà con này cực kỳ mới nè. Qua trời mới. Siêu mới luôn. Chức năng nó thì cũng giống y chang con nãy ha. Em chỉ test thôi. Con này thì còn cái nút luôn nè. Đây là chế độ an toàn nè, nhấn mới ra nè. Ủa. Hết hơi. Trời ơi, mới thử có chút xíu hết hơi rồi. Đó. Còn bỏ chế độ an toàn nè, nhấn vô, đẩy cái này lên. Đó, bắn nó sẽ ra đinh trực tiếp ha, không cần phải đè. Đó. Hoạt động hoàn hảo hết ha. Bỏ cái này đi. À, chỉnh nông sâu đinh. Con này quá đẹp luôn. Cực kỳ đẹp. Đây. 50
Bố Quỳnh Lộng 41. Bốn mươi mốt ngày đời mới ha, con này để anh em 850, anh em thông cảm nha, giá lấy hàng mặt mà lấy trong cảng ra giá nó cao lắm, mà không lấy thì không có hàng bán. Bốn mốt 850 ha, vì lấy lượt này mình lấy mình tạo quan hệ mốt mà không có hàng mà vẫn lấy hàng được anh em. Rồi con tiếp theo, con này thì Magita nó đời nó cũ hơn nha, AF5002 thôi, con kia là 502N, con này là AF502 nha, cũng bắn đinh từ 1,5 đến 5 phân, áp trên 8 kg thôi, quên lộn, áp trên 4 kg, nó cũng chức năng cũng y chang nè, y chang con này, con này thì như mới luôn anh em, như mới luôn, nhưng mà nó bị mất cái cao su chỗ này, cao su giống bên đây nè, đó, bị chóc mất tiêu, mà con này thì quá đẹp luôn. Đây, hơi nó yếu, nó bị không biết còn thử được. Rồi chế độ an toàn ha, bóp không ra đinh nè, nhấn vô nó mới ra đinh nha. Đó. Giờ bỏ chế độ an toàn nè, bắn ra đinh trực tiếp nè, đó, hoàn toàn hoàn hảo hết ha. Con này là siêu mới, con này đời cũ, con này để anh em 800, mã 42, mã 42, 800 ha. Bốn mươi hai 800, cái bình hơi em nó nhỏ quá cho nên là bắn tí để nó hết hơi. Rồi anh em đợi tí em gõ mấy cái đinh này lại. Rồi, rồi tới bắn gì đây, bắn đồ pin đi. Này, làm về được một, con này còn cục sạc nữa chứ. Đây, làm về được một bộ dít pin ha của Makita 14.4 anh em ha, 14.4. Nó có một cái dĩ khoan nè, vĩ mũi khoan mà đầu lục giác nha. Đó, từ 1,5 ly đến 5 ly. Đó, một dĩ mũi khoan ha, một mũi dít ha, mũi dít gắn vô đây. Đó, một mũi bắn ton, mũi bắn ton 8 ly, mớ ốc ha, hai cục pin, pin này là pin em đóng mới ha, hai cục luôn, đóng mới sạc adapter 22 ha, sạc tự động ngắt khi đầy á, sạc adapter điện 22 nha, thì pin đóng mới lại mình sẽ xài sạc adapter 22 ha. Này, đây là con Makita ha, M695D ha, 14.4, điều tốc từ 0 đến 2.400 vòng, cái chiều thuận của nó là chạy được 3.000 vòng, chiều ngược là 2.400 vòng, con này có đảo chiều điều tốc, thắng từ đầy đủ ha, có đèn led luôn nè, đó, bóp cò là nó cháy thôi, điều tốc rất mịn nha. Buông ra là đứng ha, thắng tự ha. Rồi đảo chiều, chạy siêu em ơi, nó rất là mới ha, chỉ có cái đầu nó bị ra ten thôi chứ còn máy móc mới chắc à. Rồi hai pin đóng mới ha, có phụ kiện mũi khoan mũi vít đầy đủ ha, full thùng luôn. Nhưng mà cái thùng này mất hết cái nắp gài nha, còn có một nắp thôi, thùng zin theo máy nó luôn nha, M695D nè, thùng zin theo máy luôn ha.
Rồi, cái này 43. 43. Bộ này để anh em 1.400.000. 1.400.000. Công lời luôn đúng 100.000 nha anh em. Dự công dự lời luôn đúng 100.000. Mã 43, 1.400.000. À, tới bán gì đây ta? Dích tiếp đi. Đây, con dích điện siêu mới. Tạo dựng nó mới. Quá đẹp. Đây là con dích điện Makita ha. Mã là 6955 ha. Điện 100V ha. Con này hàng nội địa Nhật ha. Điện 100V, 400W. Điều tốc từ 0 đến 2600 vòng. Đó là chiều ngược ha. Còn chiều thuận của nó là từ đến 3.500 vòng. Rất nhanh ha. Siêu mạnh luôn em. Con này có đèn báo nguồn LED đỡ sáng ha. Dây nguồn được 5m. Dây nguồn zin theo máy luôn ha. Đây ghim điện vô là nó báo nguồn nha anh em. Đó, đèn LED xanh báo nguồn ha. Bóp cò là đèn LED này nó cháy ha. Đó, chưa chạy mà nó đã cháy rồi. Có điều tốc ha. Đảo chiều. Nguyên zin hết ha. Có móc treo luôn nè. Đó, móc inox ha. Quá mới luôn. Đây. Trước em có lời một con Hitachi, nhưng mà con Hitachi thì không hề bằng con này. Con này thì quá đẹp, đầy đủ, nó có nhiều chức năng hơn nữa. Nó có đèn báo nguồn, có LED nè. Hitachi thì nó không có. Con này có móc nữa ha. Cái đầu khía này anh em biết rồi. Siêu bền. Rồi, 44. Mã 44, con này 700. Mã 44, 700k ha. Đầu cứng không rơ lắc gì hết nha nè. Nguyên zin 100% ha. Chưa lai gì hết á. Dây nguồn rồi, nguyên zin hết á. Đầu này là cứng không rơ ha. À, quá đẹp luôn. 700.000 nha nè. Rồi. Cái con này là clip trước nữa em có lên. Lên con này luôn nè. Điều tốc 6 số ha. 1010W. Con này á, là anh kia anh chốt tới nơi á, tới nơi em cũng nói hết cho tất cả anh em biết luôn ha. Tới nơi á, là ảnh đòi mở ra xem nhông xem ruột gan anh mới nhận. Em từ chối em hoàn về luôn. Đây em nói cho anh em nghe như thế này là trước khi anh em thanh toán thì con máy này vẫn là của em ha. Thì á, anh em muốn khi nhận hàng anh em kiểm tra cái gì thì anh em phải nói trước, chứ không phải là hàng đợi đến nơi rồi anh em mới nói ha. Thứ hai nữa là không có bưu tá nào ngồi đó mà đợi anh em ngồi mở ra cho người ta giao một đơn hàng, người ta có 4.000 thôi mà người ta không phải ngồi đợi anh em mở ra, ngồi mở ra xem ruột gan, trời ơi trời, chán thiệt. Cái thứ ba nữa, anh em không phải là thợ, khi máy em giao đến cho anh em có quyền test, mày điện test thoải mái, mày thoải mái. Tức là máy lúc đó em đang hoạt động hoàn hảo, rồi anh em mở ra anh em ráp vô nó không chạy thì ai chịu cái phần đó, đúng không? Tại vì em là thợ, anh em muốn kiểm tra em có thể kiểm mở ra cho anh em ngay trên clip này luôn, nó tốn thời gian thôi. Nhưng chứ mà anh em đem về anh em mở ra rồi lúc đó anh em chưa thanh toán rồi ráp vô, thí dụ anh em nói đơn giản thôi, anh em không mở nút thang này ra, anh em mở bốn ốc ra rút ra cái bể thang, ai chịu, đúng không? Một cái nữa là anh em muốn cái gì thì anh em phải nói trước, chứ đâu phải đợi đến nơi rồi anh em vẫn giống như là cái gì gọi là gì ta, người ta gọi là gạo nấu thành cơm rồi anh em mới nói. Em này không có chuyện đó nha, không phải là muốn bán con máy đó là em chiều hết nha, cái gì đúng thì chiều thôi, chứ còn em thà hoàng về chứ không bán kiểu đó nha. Rồi em giới thiệu lại ha. Sorry anh em ha. Rồi em nói tất cả cho anh em biết luôn là anh em muốn cái gì thì anh em nên nói trước. Anh em muốn kiểm tra cái gì, xem nhông xem ruột gì thì anh em nên nói trước. Em sẽ mở ra cho anh em xem.
Còn đến nơi anh em mở thì hư đồ, con máy thì ai chịu. Rồi tiếp theo là một con máy mài Hitachi ha, con này đều tóc xấu số nha anh em. Đó, mã của nó là G10VH ha. Con này hôm trước cả chục người nhờ chốt luôn. Nhưng mà anh chốt trước thì em chốt thôi, em cũng đâu biết ảnh đòi hỏi vậy đâu. Chán. Cốt 10 đá 100 nha anh em. Cốt 10 đá 100 ha, điện 100V ha, con này hàng nội địa Nhật 1010W ha. Điều tốc từ 2.800 đến 11.000 vòng. Đó. 2.800 đến 11.000 vòng, con này sản xuất tháng 5 năm 2014. Rất đẹp nha anh em. Cốt 10 đá 100 ha, nguyên zin 100%. Tán zin ha, bảo vệ zin luôn. Máy cực kỳ đẹp ha. Rồi, test máy. Thôi hoạt động hoàn hảo này mà con này hoàn về là bị lỗ rồi đó, mà thôi vẫn bán giá đó thôi, bây giờ không lẽ bán hơn. Mã 45 650 ha, bằng giá lên trước em lên thôi, bữa anh nào chốt hụt gốc lại giùm em 650. Nhiều khi bán máy này gặp nhiều khách mắc cười đó, nói giờ mày không cho mở thì tao không nhận. Ừ, không nhận hoàn về thôi. Chán thiệt. Mã 45 650 nha nè. Con này đặc biệt là 1010W ha, đều tốc 6 số, cốt 10 đá 100. Hàng nội địa Nhật đâu mà nha nè. Tới gì đây? Đây. Rất tiếc là cái con này cái thùng nó bị bể nè. Nó bể ở ngoài nè, nó không bể trong nha. Trong này vẫn còn ha. Đó. Trong này vẫn còn nguyên, trong này còn nguyên à, bị bể này. Tại vì cái thùng này hai lớp, cái lớp ngoài này nó không ăn thua, lớp trong mà nó cũng bị mất đầu gài rồi. Kệ, em lấy luôn cái thùng để em ship cho anh em đỡ tốn thùng. Coi như cái thùng này hư rồi ha. Con này gần như chưa qua sử dụng ha, còn catalog luôn nè, đầy đủ phụ kiện hết à. Em giới thiệu từng món nha. Em không biết cái này cái gì nè. Cái này nào trong đây mà em không biết cái này cái gì, thôi bỏ đi. Con này nó có bốn cái mũi, bốn mũi hết ta, bốn mũi, mũi này là mũi 6 ly ha, bốn mũi trong máy nè, đó là mũi 6 ly nha anh em, mũi 6 ly ha, cái ôm mũi này là ôm mũi cũng 6 ly ha. Em tặng thêm cho anh em cái này là 6 ly 3 ha, 6 ly 3 để anh em mũi xài mũi thông dụng ha. Mũi của mình vẫn có mũi 6 ly nha, mũi bán trên thị trường mình vẫn có mũi 6 ly, nhưng mà mũi 6 ly là mũi chính hãng Makita thôi, còn mũi mũi Trung Quốc hay mũi tàu gì là nó là mũi 6 ly 3 hết ha. Còn máy này ha, máy này như mới thôi, hai cử luôn. Cái này cái gì em cũng không biết nè. Có hai cái này em không biết, cái này là cử tròn, cử tròn ha, này là cử dài ha. Đó, đầy đủ cử hết rồi. Hai cái khóa, khóa đi mở mũi ha, đầy đủ phụ kiện. Hình như là nguyên thùng đó là vậy, là mới anh em mua máy mới nó cũng full thùng vậy ha. Rồi đây là con máy, con máy này là em thúc cái này sát lên đây để bỏ vô thùng, chứ khi mà mở ra thì anh em có thể kéo ra đó, kéo tăng đưa nó cao thấp ha. Đây nó có thước đây nè, tăng đưa cao thấp. Cái con này á, là Bauer ha, có Bauer Sonic hàng bãi Nhật ha, điện 100V hàng bãi Nhật ha, Bauer-Schmidt. Nhưng mà con này nó làm theo mẫu Makita, tức cái cử này, hai cử này, ruột gan vỏ này nó giống Makita hết, là anh em có thể sàng qua Makita được luôn. Điện 100V ha, hàng bãi Nhật 440W ha, kẹp mũi là 6 ly và 6 ly 3 luôn ha, có nó có hai bộ luôn, chạy 30.000 vòng, 30.000 vòng nha anh em, mũi 6 ly và 6 ly 3 ha. 6 ly là mũi viên của nó nè, còn 6 ly 3 là em tặng thêm cho anh em cái đầu 6 ly 3 nè. Rồi, máy thì như mới thì chả có gì để nói. Máy rất đẹp, máy siêu đẹp, chạy siêu êm, chạy cực kỳ êm. Không tắt làm đây nha anh em.
bị dướng than anh. Mấy con máy bãi về nó tại để lâu quá trong đây nó dễ bị dướng than. Xem nó dướng chỗ nào mình chỉ cần mài nhẹ nó lại chỗ đó là được. Em sẽ xử lý ngay trên line luôn. Đó, cho anh em thấy cái này nó đơn giản thôi. Vuốt nhẹ nó một cái. Chỗ nào dướng á. Do nó cái ổ than nó dính bụi á. Hoặc là nó ra ten. Rồi. Vậy thôi, nhét vô là lụm. Nó chạy chiều chiều dẫn vô là chiều này. Cái than nó cũng có chiều nha anh em. Rồi, vậy thôi anh em. Vuốt nhẹ nó một cái là lụm. Rồi. Rồi. Chưa xuống. Đâu ta? Còn dướng đâu nữa. Mất thời gian quá. Ngon trời. Chưa vô luôn á. Làm nghề điện này không được nóng nha anh em, nóng là họ đập đồ. Trước em học nghề có ông sư phụ, học nghề của ông sư phụ, ông nóng. Ông luyện búa, luyện kềm tối ngày. Mà như đó giờ em thấy thợ điện này, sửa sửa điện cơ này, ông nào cũng nóng tính. Đó em cũng nóng tính lắm. Giờ lớn rồi bớt rồi. Nhưng mà nhỏ cũng nóng tính dữ lắm. Trời ơi kỳ trời, hôm nay nó dướng luôn con này. Đúng rồi anh em, dướng luôn cục này. Nó thường thường hai cục nó đều dướng hết à. Nãy giờ lo cục bên kia. Hơi mất thời gian chút nha anh em. Ngày chiều này đó má không chạy nữa là lại luôn. Máy mà không chạy là chỉ có hai lý do, ba lý do thôi nè. Một là than, hai là đứt dây nguồn, ba là công tắc.
vướng than lên nha nè. Hôm qua em test thì nó chạy, nay nó bị vướng. Chạy là không một miếng lửa luôn ha, không một miếng lửa luôn. Tại sao máy này gần như mới à? Máy này gần như mới luôn ha. Rồi bỏ nó vô phun thùng luôn ha. Thấy không, ý lộn, thùng này hư rồi chứ. Đó, 4 cái mũi 6 ly ha, cặn kèm em một cái kẹp mũi 6 ly 3 có catalo luôn nè. Đó rồi, lấy dây rút, rút lại cái này, chuyển cái dây rút. Rồi rồi, con này mã 45 mà 46 46 con này để anh em 46 con này để anh em 750, đầy đủ cử ha, đầy đủ khóa luôn, mũi luôn. Bảy trăm rưỡi bao vô sunit mã 46 ha. Đây em còn con phay nè, đó, con này con Magita có cử ha, con này cũng mới ken sao ban. Đây là con phay Magita mã là 3701 ha, em có thể tra trên mạng ha, nó giống hàng chính hãng ha. Điện 100V 380W 30.000 vòng, kẹp mũi 6 ly 3 anh em ha. Đó, có cử, cái cử này cũng giống cái cử nãy nhưng mà anh em có thể đổi nha. Cử nãy cũng có thể đổi, đổi cái chữ L này nè, thay vì cái chữ L này cái chiều dài này nên kẹp đây thì anh kẹp cái chiều ngắn, bỏ cái chiều dài ra đây. Đó, tùy theo mình xài thôi. Nguồn dây nguồn zin theo máy ha, nguyên zin 100% hết. Mới chắc. Kim ru và gù nha anh em. Không một miếng lửa ha. Lúc trước thì em có lên con mà con nó không đẹp bằng con này, con này đẹp hơn. Rồi mã 47 47 con này 700.000. Mũi 6 ly 3 nha nè, điện 100V ha, hàng đầu điện Nhật 380W 30.000 vòng, mã là 3701 700.000. Đây bán gì đây? Đây, bán con khoan. Khoan như mới luôn nè. Khoan Makita ha, hai chức năng, đầu 13 ly. À, mã là M814 ha, M814. Đầu 13 ly, điện 100V, hàng bãi Nhật ha. 430W. À, điều tốc cái chiều ngược là nó chạy 2800 vòng, từ 0 đến 2800 vòng ha. Chiều thuận nó chạy từ 0 đến 3080 vòng, cho 3000 vòng đi, chiều 2800, chiều 3000 vòng. Có khóa mở đồ khoan luôn nha anh em. Đó, hai chức năng ha, nó có búa luôn ha, đảo chiều điều tốc. Thêm vô và rùa, không củi lửa gì nha anh em. Rồi, đảo chiều. Này là chế độ khoan nè. Khoan là không búa nè. À, bây giờ mở cho độ búa nè. À, có búa ha anh em ha.
bún rất mạnh. Rồi, hoạt động hoàn hảo. Con này mã 48, rất mới nha anh em, mã 48. Con này để anh em 600. Nguyên zin hết nha nè, dây nguồn zin hết ha, khóa zin, đầu khoang zin, quá đẹp. 600.000. Rồi nay em về được thêm hai con rung, hai con rung Makita. Hai con này thì giống nhau ha, con này xấu hơn tí, con này thì như mới. Đó. Em giới thiệu một con thôi ha, đây là con rung Makita M926. Hai con này y chang ha, M926, điện 100V ha, 180W, 10.000 vòng. Cái chân này là 9918 thì phải. 918 nha nè. Đó, chân là 918 ha. Rồi hai con giống nhau, em chỉ giới thiệu một con thôi ha. Con này thì nó cũng mới nhưng mà nó không mới bằng con kia thôi. Đây. Mã 48. 48. Con này để anh em nhiêu ta? 550 đi. 550. Rưỡi ha. Rồi, con này y chang con nãy thôi, nhưng mà nó mới chắc. Nó như chưa xài luôn nè, không có dấu xét, dấu rỉ gì luôn. Rồi test máy, thông số giống con nãy ha. Hoạt động hoàn hảo. Con này mã 49. 49. Con này 650 ha. Cái gì cũng có giá của nó nha nè, nó mới thì nó cao hơn thôi. 650. Ê, full thùng luôn, đủ phụ kiện hết. Này là cũng là con vít ha, ở trong đây có một mớ vít nè, với cái cây này cây gì, với một cái bộ đầu vít. Con đây nó có một mũi em gỡ ra gắn vô trong máy nè ha. Con này thì đẹp nhưng mà cái đầu nhô nó bị chày, bị cắt sơn rồi nha này. Đó. Cái này đời cũ, con nãy đời mới ha. Con vít Makita nãy là đời mới, con này đời cũ ha. Con này là mã của nó là 6952. Điện 100V ha, hàng nội địa Nhật, 300W. 300W. Điều tốc từ 0 đến 3.300 vòng. Con này hai chiều chạy như nhau ha. Con này nó không có đèn. Nhưng mà được cái nó full thùng. Rồi, test máy, cũng có móc treo ha. Dây nguồn 5m nha này, nguyên zin ha. Nguyên zin 100%. Con này có tháng 4 ha, cái tóc con này nhanh nè, tóc con này nhanh hơn con hồi nãy nè, 3.300 vòng. Cái con này nó đời cũ ha, nhưng mà nó bền nha, bền hơn con đời mới ha. Im gu bà gu anh em, không một miếng lửa ha.
Rồi. Dây nguồn 5m nguyên zin. Có mũi ha, có vít ha, full thùng. Nó đẹp nha anh em, chỉ có cái đầu nhôm nó bị hơi bị tróc sơn thôi. Thùng của nó là đầy đủ khóa ha. Rồi. Con này mã 50. 50. Con này để anh em 750. Thì bán con đánh bấm đi. Đấy. Con này đặc biệt chạy được 100V và 22 luôn ha. Nó auto volt nha anh em. Nó có cái mạch điều tốc nè, mạch điều tốc này là auto volt ha. Chạy được 100V và 22 luôn. Khi mình cấp nguồn vô, cấp nguồn 100V 22 gì qua cái mạch này thì nó cấp điện cho con máy này cũng một dòng điện một thôi. Đó. Con này là nguyên zin hết, chỉ có cái lông cừu này là em thay mới thôi. Thì cái lông cừu này về là không có cái con nào mà nó còn nữa, nó mục hết à. Đây. Đánh bóng Makita ha. Mã là BV7001C. Con này giống hàng chính hãng ha. Hàng chính hãng con này thì thôi mắc bà khôi rồi. Cái bánh của nó là 180 ha. Bánh này nè, 1.8. Điện 100V nè, mà nhưng mà chạy được 22 ha, là auto volt 900W. À, con này hàng nội địa Nhật nha anh em. Hàng nội địa Nhật ha, 900W. Điều tốc từ 600 cho đến 2000 vòng. À, bây giờ em thử điện 110 trước ha. Thử điện 100V trước. Này điện 100V. Bây giờ nó đang ở số 5 nha. Ở đây nó có một cái chức năng nữa là anh em nhấn cái này qua nè. Đó, nhấn này qua thì nó sẽ khóa chế độ điều tốc. Nó chỉ chạy một tốc độ thôi. Đó là một tốc độ này thôi nè. À, còn nhấn trở lại thì nó mới có điều tốc ha. Rồi. Bây giờ em sẽ chạy điện 22. Đây, cái chuôi này là 22 nha anh em. Mới mua được sợi dây nè. Chủ yếu mua về để test máy cho anh em thôi. Trăm bôn 22 chạy như nhau luôn ha. Rất là hay. Con này em cũng có bán rồi. Dây nguồn nó được 5m ha, dây nguồn Makita zin theo máy ha, tay cầm zin ha, chỉ có cái bánh lông cụ là mới thôi, bánh lông cụ là hàng mới ha. Rồi, con này em có bán rồi. Con này mã 51, con này giá 1.200.000. Quá đẹp, rất là đẹp nha này, siêu đẹp luôn. Nice, má con này mới đẹp. Em gỡ cái cử ra cho anh em coi cái cử của nó. Này cái cử zin mới nè, chưa xài luôn, nó dày hơn hàng chính hãng nhiều lắm nha anh em. Cái cử nó dày cực kỳ ha. Cái cử này hàng chính hãng nó bán là 500.000, nhưng mà so với cái cử hàng bãi là này không có cửa nha, nó mỏng hơn cái cử này nhiều. Cái này nó dày cực kỳ mà anh em, cái cử nè chưa có xài luôn ha. Con máy này gần như chưa xài luôn nè, mới cực kỳ luôn. Đây con ốc 7 màu ha, máy tất cả ốc đều 7 màu hết, và kể cả con ốc này cũng 7 màu. À, chưa có dấu xài luôn. À, nói cái vụ mà mới nè em mới nhớ. Hôm trước em có bán con phay mà phay lùng á, phay lùng một tay á, anh đó anh mua xong anh về anh mới nhắn tin em, anh nói con máy này phải hàng bãi không mà sao nó mới dữ vậy. Anh nói hàng này giống hàng tàu hàng nhái gì, má điện 100V có hàng tàu hàng nhái.
mà bán đồ mới quá cũng là cái tội. À, con nào mới là hàng tàu hả anh em? Trời ơi, nghĩ vậy chết luôn. Máy bãi nó cũng có một số máy nó rất là mới nha anh em. À, em cũng giải thích luôn tại sao máy bãi nó lại có máy mới ha. Thì cũng có những máy chưa qua sử dụng, ví dụ như bây giờ vậy ha. Một cái xưởng mộc ở bên đó, xưởng mộc bình thường thôi thì 4 tháng nó sẽ bỏ máy một lần. Đúng cái đúng ví dụ từ ngày tính từ ngày 1 đi. Đó, tới cái ngày 30 đúng 4 tháng nó gõ cái bon và tất cả các máy đều đem ra bỏ hết. Thì trong đó sẽ có một số máy là nó mới mua hôm tuần rồi hay là mua hôm kia hôm kia gì nó vẫn bỏ nha anh em, tức là trong đúng thời gian đó là nó bỏ ra hết. Thì dĩ nhiên sẽ có, trong đó sẽ có những con mới còn rất đẹp và những con nó xài chừng một lần hai lần thôi là nó đi, nó cũng bỏ luôn. Thôi em trở lại vấn đề ha, đây là con máy phay Makita kẹp mũi 12 ly 7 nha anh em. Đó, mũi 12 ly 7 ha, mã của nó là 3612 ha, BR. À, con này máy mới thì bữa nay nó lên tới gần 8 triệu. 3612 BR ha, điện 100V hàng nội địa Nhật ha, 1430W, 23.000 vòng ha. Kẹp mũi 12 ly 7 ha. Con này thì không có vấn đề gì để nói ha, nó như mới ha. À, như mới luôn ha. Rồi. Cái đây là cái khóa nhúng nè, mở cái khóa này lên. Đó, mở khóa này lên anh em nhúng ha. Nhúng rất nhẹ nhàng ha. Rồi, khóa lại. Ở đây nó có thước để mình dời cái cử này nè. Dời xuống nè. À, dời xuống cái mình có cử mình biết là cái mũi mình xuống bao nhiêu phân ha. Với lại đây cái cử này xoay nè. Ba con ốc nó có ba cái chiều cao khác nhau. Mình nhấn xuống đụng ốc này. À, mình anh em muốn nhấn xuống thì mình nhấn xuống mình đụng cái nút đó thì mình em chỉnh qua cái cử này. Còn nếu mà mình muốn cao hơn cái mình chỉnh qua cái này. Nhấn xuống cái nó đụng. À, còn muốn cao hơn nữa nhấn tới đây. À, rồi. À, dây nguồn Makita 5 mét ha. Con này thì như mới à. Không có gì để nói hết. À, đặc biệt là nó có cử. Con này có cái thùng luôn mà cái thùng bể rồi. Nó có cái thùng gỗ luôn. Thêm vô và dù ha, hoạt động hoàn hảo ha. Con này như mới rồi, nó chạy dĩ nhiên hoàn hảo rồi. Con này nó có cái thùng gỗ luôn. Hàng này là hàng em lấy hàng tuyển ở trong công ra nè. Đấy, mấy anh trong công, mấy anh trong cảng, mấy anh chụp hình. Thấy con này đẹp quá chốt. Chốt rồi anh lôi luôn cái thùng ra mà cái thùng bể dụng hết trơn. Nó thôi bỏ đi anh ơi. Em lấy cái thùng dụng vậy làm gì. Rồi giá cao nha anh em. Hôm nay trong clip này anh em thấy con nào mà giá cao bất thường đó là con đó em lấy trong ca trong cảng kìa. Đây. Có cử luôn ha. Cử này nó có ốc xiết ha. Cử này thì nó nằm như vậy. Cử này không là bán được 500 ngàn nha nè. Đó. Như mới luôn. Rồi. Con này mã 52. 52 kẹp mũi 12 ly 7 nha anh em. 52. Con này giá 2 triệu rưỡi nha anh em. Giá cao ha. Mà xứng đáng anh em, máy mới mà. Trừ cái cử ra máy còn 2 triệu đó anh em. Hôm qua có anh kia anh đầu chốt cái cử không anh đâu quán. À, 2 triệu rưỡi nha em, trừ cái cử ra còn 2 triệu đó. Máy nó có 2 triệu bạc. 2 triệu quạt còn máy phay như mới thì giá quá hợp lý, tính ra còn không mắc ha. Rồi tới gì đây, cưa đi cưa gỗ bữa giờ này hỏi quá chừng. Hitachi này anh em săn rất nhiều ha, C7 Hitachi C7 ha, lưỡi 190 mm ha, lưỡi này lưỡi black ha. Lưỡi này gọi là lưỡi premium, là lưỡi cao cấp á. Ừ. Ủa, chưa xiết cái lưỡi này. Dụ gì trời.
lưỡi Yamashin nha anh em, lưỡi này là Yamashin, nó còn chữ nè Yamashin, lưỡi này là lưỡi cao cấp, lưỡi Black ha, 52 răng, không mẻ răng nào ha, đế Atimon chấm cong bên ha, đây có đèn nha, con này có đèn C7UB4, lưỡi 190 ha, điện 100V hàng nội địa Nhật, 1140W, cắt sâu được 66mm ha. Dòng tua là 5.000 dòng. Cái đế nó có nghiêng 45 độ ha, nghiêng 45 độ, có đèn ha, đèn chợ sáng. Thắng từ ha. Con này full không tật lỗi gì hết á. Em còn con nó bị mất thắng. Bán hoài bán được kỳ ta. Cưa này mà không có thắng bán được. Đó, đèn ha. Thắng từ ha. Chạy siêu êm ha. Rồi. Hoạt động hoàn hảo ha. Con này cũng khá đẹp nha anh em. Rồi. Khá đẹp ha. LED siêu sáng. Tem bọng đồ đầy đủ. Tăng đưa là tăng đưa trên đây nè nha anh em. Đó. Quá đẹp. Rồi. Con này mã 53. 53. Con này để anh em 850. Hôm nay bãi cũng có xả nha nè. Bãi ở Sài Gòn có xả, hay bãi Cần Thơ có xả. Nhưng mà mua không được anh em. Thứ nhất giá cao, thứ hai là đông. Trời ơi, xả ra nó đông như kiến. Mua được có một hai món. Còn nhiều là phải mua trong công, trong cảng hết. 53, 850. Đây. Đây. Con này thì dành cho anh em thợ ha. Con này vỏ nhôm. Nhưng mà con này lưỡi 26 ha. Cái lưỡi này không ai bán được 300 ngàn nè. Lưỡi 26 mà răng thưa nè. 50 răng. À, cốt là 25.4 ha, dày 2 ly. Lưỡi này lưỡi zin Hitachi zin theo máy luôn ha, 216. Cái lưỡi không này bán được 300 ngàn ha. Đế Atimon ha, đặc biệt đế Atimon. Nhưng mà con này full nhôm. À, vỏ nhôm nha anh em. Cái đế cực kỳ đẹp ha. Còn cái vỏ thì nó bị ẩm nè, nó hơi bung 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 sơn nè. Nhưng mà máy rất mới ha, ruột gan xanh lét. À, này nó mới không? Do cái này là do ẩm thôi. Để ở bãi thì chịu ha. Đây là con cưa gỗ Hitachi ha, lưỡi 216 nè. Mã là C8B2 ha, điện 100V hàng nội địa Nhật nè. 1140W ha. 4300 vòng. Nó cắt sâu là 78mm, gần được 8 phân anh em. Đó. Gần được 8 phân ha. Dây nguồn 5m. Lưỡi 216 ha, con này có tháng 4 ha. Rất mới nha anh em. Vì cái mình nó hơi bị bung sơn thôi chứ con này còn mới lắm. Nhìn cái lưỡi biết. À, cái lưỡi mà y như mới luôn. Lưỡi Hitachi. Có thắng từ anh em ha. Hoạt động hoàn hảo. Những con này thì nó mạnh nha anh em. Nó mạnh mà. Mạnh ơi, giờ này anh em thợ rất là thích. Dòng 26. Anh em thợ mê con này lắm. Nó mạnh mà nó cắt được sâu. Nó cắt được hơn 8 phân. Nó cắt được 8 phân. Lộn. Cái thông số nó ghi vậy thôi cho anh em cắt được 8 phân nha. Cắt tối đa là 8 phân. Rồi. Con này là mã 54. 54. Con này em bán bằng giá con kia đi. 850. 850 mà trừ cái lưỡi ra 300 ngàn là còn cái máy còn 500. 550. Trừ ship ra nữa còn 500. Chuyển khoản đủ những bao ship ha. Tất cả các máy em chuyển khoản đủ em được bao ship. Mã 54, 850. Rồi.
Tôi bán gì đây? Bán tôi cái này đi. Ây da. Đây, đổi nguồn. Bữa giờ anh em nào hỏi quá trời anh em hỏi mà coi giờ em không nhớ này. Này, con này 3 kg nha anh em. Hiệu của nó nè, Mic Back. Cái này là đổi nguồn của Nhật ha, 3 kW. Thì em cũng nói hoài, em bán đổi nguồn này cũng nói hoài ha. Những mà hàng Việt Nam á, 3 kg anh em xài được 2,5 kg thôi. Hàng nào tệ hơn nữa thì xài được 2 kg thôi. Nhưng mà đặc biệt những con Nhật, nó quấn dây đồng rất là to. Thì nếu mà anh em xài đồ than không á, thì em bao anh em xài tới 4,5 kg. Nếu xài đồ than không nha, xài được tới 4,5 kg luôn ha. Cái con này á, thì nó bị hư cái ổ điện này nha anh em. Em đã cắt điện ra luôn rồi. Ổ này nhưng mà ổ này mình không có xài. Là tại vì á, bên này nó là điện 100V nè, bên này là điện 115V. Đó, là hai ổ này là 100V á, hai ổ này là 115. 115V để anh em xài đồ Mỹ á. À, cho nên là cái ổ này mình không xài tới. Chỗ nào yếu điện yếu dữ lắm á, mình mới xài cái ổ này thì mình nó vẫn còn một ổ 115V ha. Còn ổ này là nó bị cháy rồi, em bỏ rồi. À, còn được hai ổ này, ba ổ. Hai ổ này là 100V, ổ này là 115 ha. Con này là 3 kg, nó nặng tầm 15 kg nha này. Nặng tầm 15 kg á. Còn 3 kg là 3 kW ha. 3 kW. Em bao anh em xài tới 4,5 kg nếu mà anh em xài đồ than không ha. Đây. Dây nguồn là dây nguồn zin ha, nhưng mà cái phích của nó xài phích 3 chân. Cho nên em bỏ phích nó ra em xài phích này ha. Xài phích thông dụng mình 2 chân phích dẹp. Ở dưới này nè là khi mình mở công tắc nó có công tắc đây nè. Mở xuống đây á là nguồn vào là 200V. Thì mình xài 22 ha, thì nó ra 110. Ở trên là nguồn vào 100V nhưng mà mình không có xài tới ha. Thì em mở công tắc này dày sẵn ha. Mình xài 22 thôi, tại vì mình đổi nguồn từ 220 qua 110 thôi. Đó. Nó có 115V này ha. Đó là hai ổ bên kia là 115V, còn hai ổ bên đây là 100V ha. 3 kV nè. Đó. Con này thì rất mới ha. Ruột gan bên trong em mở ra em kiểm tra rồi. Siêu mới luôn. Dây đồng còn láng o hết. Đây, mặt nó sẵn dưới nè. Chỉ hư cái ổ này thôi. Cái ổ này thì em đã bỏ điện ra luôn rồi nha. Ngắt điện ra luôn rồi. Không còn điện nữa. Rồi, nó có đèn báo ha. Có CB. CB này CB chống chập luôn ha. CB chống quá tải. Có đồng hồ báo volt ha. Không sao ta. Em nâng cái này lên cho anh em thấy cái mặt. Để tối quá. Rồi, em test điện ha. Test điện 22 nha anh em. Một cái nữa, anh em xài đổi mua mà em mua cái hàng đổi nguồn này á, thì khi anh em ghim điện vô, anh em mở cái công tắc lên, mở công tắc này lên nè, mở công tắc này lên sẵn ha, ghim điện vô, mà anh em thấy im ru không nghe tiếng gì hết trơn nha, thì mới nên mua ha. Còn những con mà anh em ghim vô nghe là mấy con đó lỗi nha nè. Rồi, rồi em ghim điện rồi á, nè, đèn đồng hồ báo lên nè, 110V ha. Tại vì nguồn vào của nó là 200V thì nó ra đúng 100V, còn nếu mà nguồn mà 22 thì nó ra sang 110 ha. Có đèn báo ha. Rồi giờ em tắt CB nè. Đó, mở lại nè. Đó. Rồi giờ test điện ha. Test điện. Thì ổ này còn điện nè. Nè. Nha. Ổ này còn điện nè, là ổ này là ra 100V nè ha. Rồi. Ổ này là ra 115V nè. Ghim giờ nó vẫn chạy vậy nhưng mà nó hơi mạnh hơn bình thường. Nó ra điện 115V. Thì á, những cái vùng nào mà điện yếu á, điện yếu khoảng 180V á, anh em nên xài ổ này. À, điện yếu nha, em nên xài ổ này. Còn nếu mà điện mạnh bình thường thì em xài hai ổ này thôi nha. Rồi. Em thấy im ru không? Không có tiếng động gì hết trơn. Vậy mới nên xài, mới nên mua nha. Con nào mà ghim vô mà nghe là thua nha em. Nó bị nó có thể bị chạm 1-2 vòng rồi nó mới kêu như vậy. Chạm 1-2 vòng anh em xài vẫn được, mà xài nhiều quá cái hồi bắt đầu nó nghe mùi. Rồi, con này mã 55. Con này nó bị hư một ổ điện này thì em sẽ đúng ra là con này 2,8 triệu nè, mã 55, nhưng mà em tính em con này 2,5 triệu thôi.
2,5 triệu ha. Con này là 3 kV. Nếu mà anh em xài đồ than không thì em bao anh em xài tới 4,5 kg. Cháy em chịu nha, xài tới 4,5 kg cháy em chịu. Mà không thể cháy được em đây nè. Tại vì nếu mà nó quá tải, nó sinh nhiệt á thì CB này sẽ nhảy. Anh em xài hai ổ này thôi nha anh em. Điện yếu lắm thì mới xài ổ này ha. À, quay vòng cho anh em xem lần nữa nè. Con này thì lục gan rất là mới ha. Đây. Cực kỳ đẹp. Nặng 15 kg. Cái công tắc này không nên xài nha anh em. Cái nguồn dầu của mình á, nguồn dầu là 22 ha. Nguồn dầu 22 thì anh em phải mở xuống dưới này nè, thì 200V này thấy không? Nếu mở lên trên là nguồn dầu có 100V này nha anh em. Thì mình không có xài cái đó, mình chỉ xài nguồn 22 thôi. Rồi, 2,5 triệu nha anh em. Tới gì đây? Nhám tăng đi. Nhắm tăng Hitachi à, con này là mã là nguyên zin hết nha, túi bụi Hitachi zin theo máy luôn à, dây nguồn Hitachi zin theo máy 5m à ha, nguyên zin 100% không lay hết trơn á, mã là SB11 ha, nhám thông dụng ha, nhám 100 × 610, 100 × 610 là nhám thông dụng nhất trên thị trường ha, điện 100V nè, hàng nội địa Nhật ha, 950W, 950W. Nó có hai tốc độ nha anh em. Này, công tắc này là hai tốc độ nè, hai nè. Mở xuống đây là nhanh nè, là hai nè, xuống đây là low nè. Thì tốc độ nhanh của nó là 350 vòng mà 350m nhám trên phút ha. Chậm là 300 ha. Thì nó có hai tốc, một tốc là 300, một tốc là 350. Rồi. Sang dòng cho anh em xem ha, nguyên zin 100% ha. Ốc vít 7 màu này sao? Rất mới. Đó. Cực kỳ ha. Rồi test máy. Này như là tốc nhanh. Rồi tốc này tốc chậm nè. Nó chênh nhau không nhiều anh em, 300 với 350. Rồi, hoạt động hoàn hảo ha. Đó. Cao su nó là không vấn đề gì hết. Còn ý xì nguyên hết. Nguyên zin 100%, túi bụi zin, dây nguồn zin. Con này zin 100% nha anh em. Đây. Ôi rộng rồi, đẩy xích ra đi. Đẩy xích ra. Đó. Về cho nó thoáng ha. Con này chỉ bị hơi bị chạy đang tí nè. Hay bị chạy đang tí thôi, chỉ còn lại là rất đẹp. Mã 56. 56 hả ta? 56. Mã 56, con này 2 triệu. Chuyển khoản đủ em bao ship ha. 2 triệu. Những con hai tóc thì giá nó tầm 2 triệu nha anh em. Có hai tốc độ. 56 2 triệu ha. Rồi em còn con hai tóc nữa nè, của Makita. À, đây cũng hai tóc nè, y như con Hitachi ha. Cái túi bụi này thì túi bụi mới, nhưng mà cũng hàng Makita chính hãng nha nè. Cái túi này không là 100 mấy. Dây nguồn zin theo máy 5m ha. Đó, dây nguồn chữ nghĩa nó còn nè, thấy không? Cái máy đẹp lắm. Ruột gan nó xanh lét. Đó. Cao su còn ok hết á. Đây Makita ha, mã là 9402, điện 100V, 1140W. Nó cũng hai tốc độ ha, 300 với 350 mét nhám trên phút, nhám thông dụng ha, 100 × 610 ha. Rồi đây hai tốc độ đi ha, này nhanh nè, chậm nè. Rồi lật lên test cho anh em coi. Đó. Con này thì nó gọn hơn con Hitachi. Hitachi nó bự hơn. Mấy con này là nặng 7-8 kg không nha anh em. Nó nặng như trà nó mới láng được ha.
này tóc chậm ha, nhanh nè. Tìm rú bê ha. Cái này là cái tháo nhám nè. À quên, nãy nó cái con hi chi nó cũng có cái cần này nè anh em. Gạt vô. Đó, gạt vô nó nở nhám ra ha. Để anh lấy nhám ra. Rồi. Makita 9402. Rồi con này cũng 2 triệu anh em ha. Mã 57. 57. 2 triệu. $57, 2 triệu. Nguyên viên 100% ha. À quên, cái túi bụi này thì mới nha. Dây nguồn viên ha. Này dây nguồn em thấy chữ nghĩa nó còn cực kỳ mới. Túi bụi mới hàng chính hãng. Khoan bê tông đi. Khoan bê tông em về được 2 con nè. Một con full thùng với một con rời ở ngoài. Hai con này giống nhau ha. Em giới thiệu một con thôi nha. Em giới thiệu một con thôi, tại vì hai con này giống nhau. Giới thiệu một con thôi. Cái con này thì không có thùng ha. Đây là dòng khoan bê tông Boss ha. Ba chức năng. Made in Germany ha. 2-24. Mã nó là 2-24DSE Made in Germany. Chỉ có dòng này là Made in Germany thôi nè. Điện 100V ha. 620W. 620W, 3 chức năng. Made in Germany nha nè. Made in Germany. Có dây nguồn zin ha. Dây nguồn zin, tay cầm zin. Đó. Con này thì hơi xấu xí. Mất cái tem ở đây. Đó. 3 chức năng. Rồi, test máy. Đây, chức năng này là chạy khoan không đục ha. À, chuyển qua chế độ vừa khoan vừa đục. Rồi, chế độ cuối cùng là chế độ đục không khoan ha. Rồi, nhét mũi vô. À, anh em nhét mũi vô, anh em có gì xay ha. Bỏ vô xong anh xay. Cái mũi nó còn cứng khừ rồi nha em nha. Cái lỗ này với cái khoan nè. Đó, nó còn không, nó không có rơ ha, tức là nó ít xài. Do hàng này hàng công trình, hàng công trình thì nó xấu rồi. Chứ gục gan đồ còn nguyên zin là anh em lấy mở bòn zin luôn á. Cái đầu này không gơ lắc gì hết là anh em biết nó ít xài. À, giống như cái cây này thì nó không nghe, nó không phê. Kiếm miếng sắt dọc chắc nó mới phê được. Rồi, vậy đi. Có điều tóc nha anh em. Đó, bỏ xuống cái nền gạch thì nghe giọng liền à. Rồi bỏ lên đây nó êm quá nó không nghe tiếng ha. Rồi. Con này hai con này giống nhau, em chỉ giới thiệu một con ha, con sau em chỉ test thôi. Con này thì chỉ có máy thôi ha, không có gì hết. Có tay cầm thôi. Rồi con này mã 58. 58. Con này để anh em 900. Là điện 100V nha. Còn anh em muốn lên 22 thì em có hỗ trợ lên 22 ha. Thêm 300.000 nữa. 300.000 nữa là em xuống quấn lên 22 nha. Có cân ly tâm, có bảo hành cho anh em đàng hoàng ha. Chứ không phải gắn mạch đâu, không phải gắn chip, gắn mạch gì đâu nha. Đó. Boss 2-24 ha. 6 điện 100V.
máy in gạt mani 620W, 3 chức năng ha. Anh em nào cần lên 22 thì nói em lên 22 ha, thêm 300.000 thôi. Và dùng nhớt hơi nhiều nè. $900.000 ha, mã 58. Này, còn thứ hai. Con này thì full thùng ha. Full thùng. Đó. Mũi khoan nó dư luôn. Dư mấy cái đầu gài này luôn. 1 2 3 4 5 6 mũi khoan ha. Trong đây nó có mũi 14 nè. Hai mũi 14 ha. Mũi này 12, mũi 10. Này 10 luôn. Con này 8. 1 mũi 8, 2 mũi 10, 2 mũi 12, 1 mũi 14 ha. Đó. Trong đây nó có mấy con tắc cây đạn nè. 4 con tắc cây đạn. Rồi, máy. Con này thì đẹp hơn con nãy ha. Cũng 2-24 thôi. Nhưng mà nó đẹp hơn. Đẹp hơn tí. Đây nó có thùng thì nó đẹp nè. Còn mấy con nào mà không có thùng thì hàng đi công trình nó sẽ bị chày trụ hết rồi. Con này tem bọng còn đầy đủ ha. Cũng có bị chạy nhưng mà ít hơn ha. Con này cũng gạt mani ha. Dòng này dòng gạt mani hết. Rồi, test máy. Giống con nãy em không giới thiệu lại đâu nha anh em. Đây là chế độ khoan không đục ha. Điều tốc ha. Này là chế độ vừa khoan vừa đục. Và đây là chế độ đục không ha. Nhắc mũi. Cái này cũng vậy ha. Không có mũi nó không có bị lỏng, bị rơi đâu ha. Rồi. Hoạt động hoàn hảo anh em ha. Ba chức năng. Con này full thùng ha. Mũi này bỏ lên đây đi. 5 có độ gài. 6 mũi khoan ha. 1 mũi 8, 2 mũi 10, 2 mũi 12, 1 mũi 14. Mấy con tắc kê. Đó, thùng này là gài đầy đủ ha. Đó. Rồi, con này mã 59. 59. Con này để anh em giá 1 triệu 1 triệu 3. 1 triệu 3 ha. Rồi, lên 22 thì em cũng có hỗ trợ lên 22 ha. Quấn lên 22 nha anh em. Con này nếu mà anh em mua zin thì 1 triệu 3. 59 1 triệu 3 ha. Rồi tới gì đây. Sẵn rồi. Đục bê tông đi. Bỏ dưới này đi. Full thùng nha. Nó gồm có 5 mũi ha. Có 5 mũi. 3 mũi nhọn ngắn nè. 3 mũi nhọn này, mũi này 20 phân ha. Đây 3 mũi nhọn ngắn ha. 1 mũi dẹp. Mũi dẹp này như chưa xài luôn anh em. Chưa có dấu xài luôn. 1 mũi dẹp với 1 mũi nhọn, mà nhọn này nhọn dài ha. Nhọn này 3 tấc. Là 5 mũi ha. 4 mũi nhọn, 1 mũi dẹp. Trong đó có mũi dài ha. Mũi này 250 nè. Có mũi dẹp là ngon rồi. Rồi, máy. Đây, đây là con đục Makita. Đục Makita 0810 á. Cái này chỗ này cái tem này nó hơi dơ ta. Em bỏ vô thùng nó dính ta. Cái tem nó hơi bị chảy nha. HM0810 ha. Điện 100V. 1050W ha. 2900 vòng. Mũi 17 ly ha. Con này anh em lên 22 thì em cũng có hỗ trợ lên 22 ha. Rồi. Ngoại hình em nó đây ha.
hàng đi công trình thì nó chạy trụ thôi anh em, nhưng mà con này vẫn nguyên zin 100% ha, nhớt zin luôn nha anh em, nhớt mỡ bò gì zin luôn, chưa có đụng chạm gì tới hết. Rồi test máy, mũi 17 ly mũi thông dụng ha. Con này á, mà anh em muốn muốn gầy mũi á, em phải bật cái chữ U này ra đó, bật cái chữ U ra xong rồi gắn mũi vô đó, bật cái chữ U lại đó. Rồi test thôi, tay cầm zin luôn nha. Đục ít thôi nè, đục nhiều quá nó bể nền đó, nguyên zin hết nha, chưa có làm gì chân. Con máy này về là nguyên zin hết, chưa có làm gì chân, mở bò còn zin luôn mà. Rồi full thùng ha, đó rồi phun thùng, nắp gài đầy đủ ha. Rồi hôm trước em có lên một thùng đục như vậy mà Hitachi ha, thì thùng đục đó em bán 1,2 triệu, nhưng mà đục Makita thì giá nó cao hơn Hitachi chút nha nè, do hàng thông dụng á, hàng này hàng thông dụng ha, cho nên là anh em lái xăng nhiều thì giá nó cao hơn, cao hơn 100.000 thôi nè. Con này 1,3 triệu ha, mã 5960, mã 60, 1,3 triệu, nhưng trừ mấy cái mũi ra cũng không còn gì, 5 cái mũi với cái thùng không là hết 600.000 rồi. 60, 1,3 triệu là zin ha. Còn em mà cần lên 22 thì em có lên 22 con này ha, quấn lại bảo hành có cân ly tâm đồng hoàng cho anh em. Đây, mài hay đá. Ai chà, con này là con Mitsubishi ha, Mitsubishi. Con này điện 100V ha, cái tem này nó hơi mờ nha anh em, anh em về chưa khó lấy kính lớp sôi mà em ha. Con này điện 100V, 365W ha, đá là đá 150 đó, vỏ gan ha, cử gan ha. Con này nguyên zin hết ha, công tắc zin, cử zin ha, nước sơn zin nguyên bản ha. Nhưng mà nước sơn sơn này nó bị dính sơn đỏ đỏ nè, chắc này là sơn, là sơn công trình quá. Cử nó dày chà bá ha, hàng này hàng công nghiệp ha, công tắc rút. Đó. 365W ha, 3600 vòng, đá 150 ha. Một bên là đá thô, một bên đá mịn ha. Xoay vòng cho anh em xem ha. Ai da. Nó nặng 15 16 kg gì nha anh em. Đó. 15 16 kg gì ha. Con này thì còn được thôi, chứ không đẹp lắm, nhưng mà cái dòng này anh em rất thích, tại vì cái cổ này nó dài ra nè. Nó cổ này nó dài ra thì lúc mình mài á nó không bị vướng vô cái thân máy ha. Với là cái thân máy nó cũng gọn nè, nó không có mập ra. Nó thân thon ha. Cho nên nó không có bị vướng đồ. Con này thì chạy im ru. Im ru rồi ha. Quá im. Hồi đó mấy con này nếu mà cỡ này là em không lấy, mới giữ là mới lấy, mà giờ không có hàng, cỡ này đi kiếm thấy mẹ luôn mới có hàng, giờ hiếm. Trước mà dính sơn kiểu này em đâu có lấy, em lấy mấy con nào thiệt là đẹp. Hồi đó còn chọn lựa, bây giờ hết chọn lựa rồi nè. Đó là giá là lại cao. Rồi mã 61. 61 ha, điện 100V, Mitsubishi ha, điện 100V, đá 150 ha, 365W, 3600 vòng. Cái cổ này dài nha anh em, à, quan trọng là chỗ đó thôi. Con này để anh em 2,2 triệu. 2,2 triệu.
61 2,2 triệu. Đây. Này là hệ nè anh em. Đánh bóng hai đầu ha. Bánh này là đánh giải bóng zin theo của máy ha. Bên đây là nhiều lớp nè, còn bên đây là nó có lớp dày dày sẵn, em cũng không biết công dụng nó là gì. Con này là con stop test ha. Cái công tắc nó rất là xinh xò nè. Mã của nó là BSM200 ha. Top Tech BSM200. Con này hàng nội địa Nhật đừng quên anh em nha. Tại cái thương hiệu này nó hơi hiếm thôi. Hàng nội địa Nhật đừng quên ha. Cái size bánh của nó là 200 nè. Tức là cái bánh đánh bóng này là 2 tấc ha. 450W ha. 100V, hàng nội địa Nhật ha. 450W. 3450 vòng. Thì dòng này là dòng đời mới ha, nó làm bằng vỏ nhôm. Vỏ nhôm nha anh em, cho nên nó nhẹ thôi. Anh em nào thích nhẹ thì xài con này. Còn anh em nào mà thích nặng, thích thầm hú thì xài mấy con đời cũ. Công tắc của nó thì anh em thấy cái mũi tên không? Cái nút đỏ nè, đẩy cái nút đỏ này ra. Đó, nó sẽ bật cái nút này ra. Nó sẽ lội công tắc ra ha. À, công tắc này công tắc nhấn ha, on off đàng hoàng. Thì con này khá mới anh em ha. Đặc biệt á, anh em thấy nó quay mà cái cốt này nó không quay không? Đó, nó quay mà cái cốt này nó không quay ha. Thì cái cốt này ta gọi là cốt dựng. Cái cốt dựng ra ha. Nó dựng ra nè, để chi anh em biết không? Để nó bảo vệ cái cốt. Nó bảo vệ cái cốt nó không bị cong cốt á. À, lúc mình mà bởi vì mấy con này về thì thường nó rất là chuẩn, nó không bị cong cốt. Do những cái cốt dài này rất là dễ bị cong, do để trong đồ bãi nó cấn. Nhưng mà cái thằng này nó có cốt dựng như nó bảo vệ được cái cốt này. Rồi, sang dòng. Nước sơn dương nguyên bản nha nè. Sơn dương nguyên bản ha. Chạy thì siêu êm luôn. Nghe tiếng gió thôi, tiếng gió do hai cái bánh nó tạo ra thôi. Chạy rất êm. Đây, mở công tắc nè. Nhấn cái nút màu xanh là nó chạy ha. Đó, chỉ nghe tiếng gió thôi nha anh em. Chỉ nghe tiếng gió thôi ha. Cái bánh này lúc nó chạy nó xếp lại nè, thấy không? Nó đâu có bung ra như nãy nữa. Thử mình đánh bóng cho kèm nè, nó bóng. Bóng lưỡng đã ta. Này anh em nào bán đồ nghề lấy con này về vệ sinh rồi y luôn. Lấy con này về mà vệ sinh đồ là y luôn ha. Rồi. Quá đẹp. Thêm ru và ru anh em ha. Chỉ nghe tiếng gió thôi. Đây, con này mã 62. 62. 62. Con này 2,5 triệu nha nè. Những cái dòng đánh bóng này nó mắc hơn cái dòng mài hai đá nhiều ha. Rồi con này 450W ha. Có điều thân máy nó nhẹ thôi, nó bằng nhôm. Thân máy nó nhẹ. Này về anh em đánh bóng thì nên bắt bốn ốc xuống cái đế gỗ hay cái gì đó cho nó nặng xuống ha. Nhẹ dễ vận chuyển nè. 2,5 triệu. Thôi tao bán gì đây, thu lô đi. Đợt này thu lô em lấy ha, em lấy cao hơn đợt trước 100.000 một cái rulo nè. Nhưng mà em bán chắc em xin thêm anh em 50.000 thôi. Chứ nhiều anh em hỏi quá mà không lấy về bán thì không có hàng, không có đồ cho anh em mà. Giờ lấy cao quá. Được một cái là cái
Cái đợt này về hàng đẹp lắm anh em. Rulo đợt này về đẹp lắm. Nè. Cái này em có về một cái giống cái đợt trước mà có mấy anh chốt hụt luôn á. Này cái có CB mà CB nó nằm đằng sau á, dây màu đen. Mà cái dây này nó lại to nha, sát nó to hơn cái Rulo này. Cũng là của Hayata thôi. Nhưng mà cái đợt này cái đời này là nó đời này nó hiếm hơn. Đây con này trước đi ha. Này là Rulo Hayata ha, Hayata nè. 30 mét ha. Có CB chống giật ở sau nè. Đó, CB nó nằm đằng sau nè. Made in Japan nha anh em. Thằng này á thì dây màu đen, nhưng cái xác dây nó lớn hơn cái dây này ha. Cái xác nó lớn. Phích thì phích 3 chân ha. Phích 3 chân, đây, nó có đầu gài đây nha anh em. Nó gài luôn cái sợi dây mát vô luôn. 3 chân này anh em muốn xài 2 chân thì anh em rút nó vô. Nè, xay nó tự rút vô ha. Đó. Thì em bao tất cả dây mà Rulo em bán em đều bao ha. 30m nè, 30m dây không tật lỗi, không đứt gãy, không chấp giá, không dán băng keo gì hết ha. Đó. Này thì đẹp cực kỳ ha. Rulo rất là đẹp. Chủ yếu là cái dây nè. Đó anh em thấy dây nó còn chữ nghĩa trên đây ha. Chữ nó còn rất là rõ luôn. Đó. Vì 2BNCT2mm là dây 2.0 anh em. Hai cùng này đều là dây 2.0 hết. Fuji. À dây này là dây Fuji. Fuji. Đó, 2mm ha. Ba ổ điện. Ba ổ nó đều có nắp đậy hết. Có đèn báo ha. Rồi, test. Chưa mở CV. Đó, có đèn báo ha. Mở CV lên là có đèn báo ha. Bây giờ test ổ điện. Test ổ điện. Lấy cái gì test rồi. Lấy cái máy này đi. Test coi nó vị nó thông mạch không anh em. Đó, thông mạch đàng hoàng ha. Để test cho anh em yên tâm thôi. Chứ 30 mét dây này em vào không tật lỗi, không đứt gãy, không chấp giá gì hết mà. Không có tật lỗi gì hết. 30 mét là siêu đẹp. Tại vì em bán Rulo đó, quan điểm của em là dây là phải đẹp em mới bán. Còn nếu không em cắt ra em bán dây không, bán dây với mà bán sắt Rulo. Nó mà có thẹo là chỗ nào em bỏ chỗ đó nè. Em vậy đó. Chứ không có kiểu như có nhiều anh em người ta chỗ nào mà người ta giá ta chấp được người ta sẽ giá. Em không có vậy. Rồi. Con này mã 63. Là em sẽ thêm xin anh em thêm 50.000 nha anh em. Tại cái lô này em lấy cao lắm, cao hơn 100.000 luôn á. Mã 63. Con này là 1.550.000 ha. Là thêm 50.000, bình thường em bán 1.500.000. Chuyển khoản thì vẫn bao ship ha. Con Rulo này nặng 8kg nha. Đặc biệt con này là con này gần 9kg nha. Do cái xác dây nó lớn. Do xác dây nó lớn nó nặng hơn mấy con khác. Mã 63 ha. 1.550.000. Dây là bao đẹp nha nè. 1.550.000. Rồi tới con này. Con này cũng là 30m ha. Cũng dây 2.0 ha. Dây 2.0 là anh em xài máy hàng điện tử được á. Đó, có CB ha. CB nè, ba ổ điện nè. Rồi 30m dây cũng bao cho anh em ha. Đó, dây này cũng chữ nghĩa còn hết nè ha. Rất đẹp. Đó, đầy đủ nè, có kẹp mát ha. Đó, cái chân này cũng xây vô được nè ha. Xây vô anh em xài hai chân. Đó, máy in da văn ha. 30m. Con nào cũng đẹp hết nha. Rồi, test máy. Lộn. Test con Rulo. Đó, có đèn báo ha. Đó, cắt là nó mất nè. CV này là CV chống giật nha anh em. CV chống giật ha. Rồi, test điện. Này đi công trình rất là an toàn anh em ha. Rồi, thông mạch ha. Rồi.
30 mét dây siêu đẹp ha. Rồi cùng này cũng giá đó nha nè. Mã 64. 1550K. Đấy, đợt càng ngày càng mắc. Mà anh em biết tại vì anh em chưa đi bãi rồi, anh em thử anh em đi bãi ha. Đã do em là lái ha. Cho nên là em lấy là nó có đường dây hết. Chứ bây giờ thử bơi vô bất kỳ một bãi nào, một cùng rulo nhìn nó xấu quắc luôn, không có CB ha, không có CB luôn. 30 mét dây là anh em không được quyền kiểm tra, là nó quấn về anh em đâu biết ở trong như thế nào. Thì giá nó đã chịu mấy rồi ha. Tức là không có CB nha, giá nó đã chịu mấy rồi. $64,550,000 ha. Chắc bán bếp ga đi quá. Bán bếp ga đi à, cho nó trống chỗ đi. Lấy cái máy thổi em thổi bụi rồi, không biết bụi đâu ra gì ta. Ngày hôm trước em có về ba cái bếp ga, rất nhiều anh em quan tâm ha. Đây, em mới lấy thêm về được hai cái, một cái của Rinnai, một cái của Boluma. Đây con này con Rinnai ha, con này con Rinnai. Dính gì đây tài? Con này siêu mới luôn nha này. Đây anh em thấy cái học con né của nó này, hình như không có xài luôn á. Này dựng lên đây ha. Rồi em giới thiệu lại ha, hôm trước em có giới thiệu rồi, em giới thiệu lại thì tất cả những dòng bếp ga Nhật nó đều có cái nút này nè, anh em thấy hết nè. Cái chất nó quạt ngay chính giữa chưa, nó có cái nút này nè. Nút này là nút cảm biến nhiệt ha. Khi anh em đặt cái đít nồi lên đây nè thì nó sẽ đụng vô cái đít nồi đó. Nếu anh em để cái nồi khô ha, để cái nồi khô anh em đặt lên đây, anh em mở ra lớn lên đó, thì khoảng chừng chắc khoảng chừng 5 cho đến 10 giây thôi là bắt đầu ga tự động nó giảm lại nhỏ nhất, để do cái nồi mình không đổ nước á, thì cái nhiệt độ đít nồi nó cao đến nhiêu em không biết, em không rành. Nhưng mà anh em chỉ cần để đít nồi lên đây nè, anh em mở lửa lên lớn nhất ha, thì tự động nó sẽ giảm xuống. À, khoảng 5 tới 10 giây tự động nó giảm xuống. Còn nếu mà anh em để luôn không đổ nước ha, em để luôn thì khoảng chừng 1 phút rưỡi tới 2 phút nó sẽ tự động ngắt ga luôn. Đó, đó là cái hằng hay nhất của bếp ga Nhật ha. Thứ hai nữa là nó đánh lửa IC tự động ha. Tức là khi mà anh em đánh lửa, anh em nhấn cái nút này. Ở đây nó có đầu gài nha anh em. Giờ nhấn nó không được nè. Đó, là gài này là gài dành cho bảo vệ cái bếp ga, dường như cho trẻ em nó không có phá. Gạt qua nè, gạt qua thì anh em mới nhấn xuống được. Đó, nó đánh lửa. IC nó đánh chạch ha, nó đánh hoài luôn. Nếu mà không có ga là nó đánh hoài luôn nha. Khi nào có ga vô á, đánh lửa, lửa nó cháy rồi á thì bắt đầu nó mới ngắt IC, nó gọi là đánh lửa tự động ha. Tất cả các này đều có đầu gài hết nha nè. Đây em gạt lại hết nè. Đó. Anh em nhấn xuống là ở đây nó sẽ cháy cái... Nó như có đèn vậy nhưng mà nó không phải đèn đâu nha. Nhấn xuống nè, đó, nó vàng nè, thấy không? Mà nó không phải đèn đâu ha. Nó chỉ lật cái mặt ra trong nó thành màu, nó thành cái màu khác thôi. Đây là tăng giảm ga ha. Tăng giảm ga. Này à... Cái này là bếp... bếp nướng nè. Bếp nướng này có đèn báo ha. Má mà cái còi hú chứ. Là có chuông á. Có chuông báo á. Mà không biết chuông này sao báo mà.
lấy Google dịch cái. À, bán cái này phải có Google dịch mới được. Chữ Nhật không à. Google dịch. Dịch. Chú ý nướng. À, là cái chú ý thôi chứ nó không phải là, nó không phải có còi anh em. Gì 600 gì rượu miệng bác phải gì. Thua. Cái này cái chú ý thôi chứ không không có còi, không phải còi luôn nha anh em. Nhìn thấy có còi tưởng đâu nó có chuông, không phải. Thì cái ring này thì em còn hôm trước clip trước em có lên hai con ha. Nó không đẹp bằng con này nha. Con này là đẹp nhất. Ở đây là để pin nha. Đó, pin là em gắn cho anh em pin xịn đàng hoàng ha, pin Panasonic đàng hoàng. Pin là pin đại ha, nó xài hai cục thôi. Pin này là để đánh IC á. Đó. Pin để đánh IC. Còn gì giới thiệu nữa không ta? Hết à. À quên còn chỗ này nữa. Là cái thằng này nó ăn thông với cái bếp nướng nè. Khi anh em nướng cá, nướng thịt gì trong này á thì cái chỗ này nóng nha. Cái này là cái dĩ nướng luôn nha. Này để anh em hâm nướng thịt trên đây vẫn được. Nhưng mà thường thường em thấy là người ta xài là ta để hâm bánh mì. Để bánh mì lên đây nè. Đó. Bánh mì nguội á mình hâm lên cho nó giòn. Rồi. Lấy gà vô test coi. Nó bán mấy cái này cực. Có bếp ga, có ga đồ. À, cái bếp ga này là em đang xài ở nhà ha. Cái ống nó là giống với cái ống thông dụng của mình ha. Rồi, có ga rồi nha anh em. Bây giờ là tắt quạt mới được. Tắt quạt mới thử được. Mở ga lên. Mở ga lên nhấn nút. Rồi, test cái bếp này. Đó. Đó, cháy lửa là tự động là ga nó ngắt ha. Lửa xanh lét luôn nè, thấy không? Xanh lét luôn. Nhìn không thấy luôn ha. Không biết anh em thấy không? Không thấy luôn. Ở ngoài thì nhìn rõ hơn ha. Còn trong qua điện thoại rồi nhìn thấy hơi hơi thôi. Đây, giảm lửa xuống nè. À, tăng lửa lên nè. Tắt nè. Thử cái bếp bên đây. Cái ga mình mới vô mình phải đợi cái ga nó chạy. Đó. Chạy ha. Tự động ngắt nè. Đợi ga nó chạy qua cái bếp này nó hơi lâu á. Còn nếu mà ghim ga sẵn thì cứ nhấn là cháy thôi. Tắt nè. Nhấn nè. Thấy không? Cháy liền nè. Nè giảm ga xuống nè. Tăng lên nè. Lửa xanh lét ha. Rồi thử cái bếp nướng. Rồi. Đợi ga qua hơi lâu. Cháy rồi đó anh em. Đó, nó nghe cái hơi hơi sương nó ra nữa ha. Cháy rồi đó. Rồi. Hoạt động hoàn hảo ha. Này khi em ship cho anh em sẽ khóa cái nút này lại hết nha. Khóa nút này lại hết. Đó, khóa nút lại hết. Siết ga lại cái. Khóa nút lại hết đi. Cái này là không phải cũ đâu nha anh em, vô mở lửa lên nó hơi nước nó ra nè, chùi nó hết nè ha. Mở lửa trồng lên này nó có hơi nước. Con này thì rất đẹp rồi, không có gì phải bàn, siêu đẹp luôn. Con này là đẹp nhất trong hổm rồi em bán á. Ai da. Rồi. Con này mã mấy rồi ta? 64 65. 65. Bội nực quá. Con này 2 triệu 6 nha nè. Con này không phải em lấy lô mà em lấy con, em lấy lẻ cho nên giá nó cao. Tại em thấy nó đẹp quá. Mà bữa có anh dặn, có anh nào dặn em là cứ lấy cho anh con nào đẹp, cứ lựa cho anh con nào đẹp nhất đem về anh mua. Có anh ở bên Bến Tre. Con này 2 triệu 6 ha. Rồi đem ginh nó đi vô luôn cho nó chống chỗ. Rồi với con tiếp theo là con Buluma ha. Buluma. Con này thì nó cũng y như vậy đó. Nó cũng có cảm biến nhiệt y chang vậy đó. Nhưng mà đặc biệt cái con này nó có thêm một cái chức năng nữa.
nó có thêm một chức năng nữa nè. Đây chức năng này nè, nó cũng y chang con kia anh em ha, nhưng mà nó có thêm là bên đây một nút này, nút nè đó, nó cũng xài pin, em cũng gắn pin Panasonic ha, đó pin Panasonic ha. Nè nhấn vô nè anh em nghe nè, ồ chưa có ga, lộn. Cái con này là tự động ngắt sau 30 phút ha, anh em nhấn vô cái nút này là tự động nó ngắt sau 30 phút. Thì chức năng của nó cũng giống con nãy em không giới thiệu lại ha. Đây em chỉ test ga thôi. Quên, bình ga chưa mở. Đợi tí cho ga nó qua nè. Quên nhấn cái nút ra. Đó. Quên nhấn nút ra, cái bình ga nó có van tự động á nè. Lửa là có thấy cháy rồi nha anh em. Nhiều khi qua camera nhìn không thấy ha. Đó, lửa xanh lét hết ha. Giảm xuống nè. Thì khi mình nấu cái bếp này nè, mình nhấn cái nút này nè. Đó, nghe tiếng chuông không? Đó là nó sẽ tự động ngắt sau 30 phút ha. Còn bao Boluma này nó mới có cái đó. Những con Boluma nó thường có những cái độ tự động vậy. Rồi khi mình tắt nè. Đó. Lửa vẫn còn cháy nha anh em. Đó, xanh lét là nhìn không thấy đâu. Xanh quá nhìn không thấy. Tắt nè. Thử bếp bên đây ha. Này khóa rồi. Thường thường ấy, ga mới vô mình phải đợi nó qua nè. Đó, cháy ha. Cháy ha. Xanh lét. Lửa xanh lét nha nè. Giảm xuống là anh em không thấy luôn. Rồi, tắt. Thử bếp nướng ha. Rồi. Bếp nướng nó cháy rồi nha anh em. Nè hơi nước nó lên nè ha. Hơi nước nó lên nè ha. Khóa lại hết nè. Đầy đủ chức năng hết ha. Đầy đủ hết. Còn gì nữa không ta? Đâu còn gì. Hơi nước nha anh em. Đó, hơi nước nè. Nóng lên là nó có hơi nước. Con này chỉ có con Boluma là nó có cái chế độ hẹn giờ thôi. Nó có hẹn giờ ha. Rồi khóa ra đi. Hơi mở cái quạt lên nực quá trời nực rồi. Rồi con này, con này thì nó vẫn ngon ha, nó vẫn tốt thôi, nhưng mà nó không có thương hiệu bằng Rinnai thôi, thì giá nó sẽ mềm hơn anh em. Con này mã 66 ha. Con này để anh em 2 triệu thôi. 2 triệu ha. Boluma 2 triệu thôi. Rồi. Dẹp nó vô luôn. Rồi còn 3 món nữa anh em. Đây. Ôi trời ơi nó đực. Chỉnh này lên tí. Đây là con mã tiếp theo là con cắt gốc ha. Cắt gốc Makita. Lưỡi 216 ha. Lưỡi 216mm. Con này 100 răng nè. Lưỡi này lưỡi cắt nhôm được nè. Lưỡi không mẻ răng nào nha anh em. Có đèn trợ sáng ha. Cái túi bụi là túi bụi Makita chính hãng nha anh em. Túi mới ha. Anh em nào không lấy sẽ trừ tiền lại ha. Vậy em báo giá này, em sẽ báo giá luôn cái túi bụi này. Nếu mà anh em nào không lấy em sẽ trừ tiền lại ha. Rồi. Mở cái nút này lên. Cái nút này nó hơi gắt điện tí em vô cho nó miếng nhớt. Đó.
Đây là con cắt gốc Makita, rất đẹp nha anh em. Makita là mã của nó là LS0840F ha, lưỡi 26mm ha, điện 100V, hàng nội địa Nhật, 1050W, 4800 vòng. Con này thì nó cắt sâu được mấy phần. Bảy phân thôi nè, cắt 7 phân ha, cắt tối đa được 8 phân nhưng mà cắt 7 phân được rồi. Rồi con này nó xoay được 45 độ hai bên, xoay là anh em muốn xoay này mở cái nút này là nút này, nút khóa mâm nha, khóa mâm đó, xây là nó có tới độ nó sẽ nhảy nha anh em, nghe cọc 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 á, nghe cọc 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 là nó nhảy độ ha. Đây, đây là không độ, nó nghiêng 45 độ được một bên ha. Em bỏ cái này ra đi, nghiêng 45 độ thì anh em phải mở cái nút màu đen này ha, mở xuống đó, nó nghiêng qua 45 độ một bên ha. Đó, rồi khóa lại, gắn cái túi bụi vô. Túi bụi này trăm mấy nha nè. Con này có đèn trợ sáng ha, xoay 45 độ hai bên, nghiêng một bên, cắt sâu được 7 phân, tối đa được 8 phân ha. Rồi test máy, mở đèn, đó, đèn này nha anh em, mở đèn trợ sáng ha, chạy nè. Có thắng từ ha, chạy siêu êm, để cực siêu êm. Con này là siêu êm luôn anh em ha. Để đem nhỏ miếng nhớt vô cái nút, nút này nút gài cổ á, nó để lâu rồi nó hơi gít. Nhỏ miếng nhớt là nó. Đó, nhẹ nhàng liền. Rồi, rút bằng tay nhẹ nhàng, sao bữa qua em rút được mà. Nè, rút bằng tay ra, đó. Quá đẹp. Chạy im ru ha, sang dòng cho anh em coi ha. Con này siêu đẹp luôn nè. À, đặc biệt một cái là con này đế nhựa nha. Đó, nhựa chịu lực chứ không phải là nhựa tầm vớ vẩn đâu nha anh em. Hàng Makita mà nó đâu là hàng vớ vẩn ha. Tới cái thằng này nó làm á để anh em xài gia dụng á, tức là nó cách điện tuyệt đối luôn. Đó, nó cách điện so với mặt đất luôn. Cái đế này bằng nhựa, cái này vẫn bằng nhôm nhưng mà cái thằng này bằng nhựa ha. Để nó xài an toàn á, nó cách điện so với mặt đất luôn á. Anh em không cần phải chêm, phải lót gì lên hết. Siêu đẹp ha. Bao chuẩn cho anh em ha. Nhiều anh em hỏi sao không test gỗ, test này, test kia. Em nói thật với anh em á, là hàng Nhật này á, nếu mà chỉnh gốc này nè, chỉnh gốc này nè, mà nó không còn chuẩn nữa, nó không thể không chuẩn anh em. Tại vì nó có cái khắc sẵn ở trong trên bàn rồi, không thể không chuẩn được, tới độ là nó ấy thôi. Còn cái góc nghiêng này thì mình chỉnh được, nó có con ốc chỉnh nha anh em. Lát tới con cưa trượt em sẽ nói cho anh em. Này, đây, cái góc đứng và góc nghiêng nó đều có hai ngóc nè. Đó, hai ngóc này để chỉnh nè, con này để chỉnh góc đứng nè, cái con này để chỉnh góc nghiêng nè. Thì mình chỉnh cho nó lố hoặc là nó giật lại hoặc nó ngầm ngay, đó là do mình thôi, chứ không thể không chuẩn được nha anh em. Này do mình chỉnh thôi. Đó, anh em sợ là nó không chuẩn. Rồi, không biết clip dài bao nhiêu lâu rồi ta. Rồi, khóa xoay lại nè. Cái này là khóa xoay. Rồi, này là khóa cổ. Đó, siêu mới nha. Lưỡi này là 100 găng nè, không mẻ thằng nào ha, lưỡi này cắt nhôm được luôn ha. Con này vừa cắt nhôm vừa cắt gỗ ha, cắt nhựa vẫn được ha. Có led trợ sáng. Thì con này nếu mà túi bụi này luôn là 1.800.000 ha. Anh em mà lấy túi bụi luôn là 1.800.000, em báo giá 1.800.000 ha. Còn anh nào mà không lấy túi bụi thì nói em trừ tiền lại. Mã kỳ 6566 này, 67 67. Con này 1.800.000 ha. Không lấy túi bụi em trừ tiền lại nha anh em. Máy còn rất đẹp ha, siêu đẹp.
67 1.8 triệu. Để coi nãy giờ quay được nhiều tiếng, 55 phút rồi. À, gần 2 tiếng rồi. Rồi, tới con cưa trượt. Con này siêu đẹp ha, đời mới nha anh em. 4 ti ha. 4 ti đời mới. Đấy, con này nó cũng tiết kiệm diện tích nha anh em. Rồi, nếu muốn xay anh em bóp cái này nè. Ở dưới này nó có cái lưỡi nè, thấy không? Bóp vô cái lưỡi anh em mới xay mới được. Đó, xay rất nhẹ nhàng ha. Nếu mình bóp thì mình xay luôn được ha. Mình buông ra là nó nhảy độ nha nè. Tới độ nó nhảy ha. Ra tới 0 độ nha nè. Đó, tới 0 độ, 15 độ, 30 độ, 45 độ sẽ nhảy. Rồi, để ngay trên giữa đi. Mở cổ lên. Đó. Đó. Đây là cái phần này là phần trượt ở trên nè. Trượt ở trên này đó thì chỉ máy trượt thôi, ti đứng yên. Đó, phần này là phần tiết kiệm diện tích nè. Đó. Đây, anh em thấy phần này chỉ máy trượt thôi, ti đứng yên. Cho nên nó tiết kiệm được một nửa diện tích này ha. Còn phần dưới thì nó mới trượt ra. Mở được luôn nè. Đó. Dưới thì nó mới trượt ra thôi. Thì nó chỉ ra được như đây thôi. Hành trình của nó là 32 xăng. Nhưng mà mình tiết kiệm được một nửa diện tích. Tức là ở đây nó ra chừng 13, 14 xăng gì đó. Là mình tiết kiệm được cái phần này nè. Cái phần này trượt này nè. Con này là lưỡi cái phần màu đen đen này là nhớt nha nè, em dùng nhớt cho nó trơn nha. Đó, đây là con trượt đời mới 4 ti ha, 2 ti dưới nằm ngang, 2 ti trên nằm đứng ha. Đây cái chữ này DXT này là đời mới ha. Con này có laser hành trình nha, đèn chở sáng luôn nè, có đèn báo nguồn luôn, đèn báo nguồn trên này ha, laser hành trình nằm đây. Đó, laser hành trình, đèn chở sáng ha, túi bụi luôn ha, túi này túi zin theo máy luôn, không phải túi mới, túi này túi zin theo máy luôn ha. Nhìn nó hơi cũ tí, dây nguồn được 5m ha. Con này siêu đẹp, nó nghiêng hai bên ha. Sao ta, cho nó nghiêng trước đi. Nghiêng thì anh em mở cái chuồng chuồng này ra, chuồng chuồng màu đen nè. À, mở ra thì anh em nghiêng qua bên đây nè. À, nghiêng qua bên đó được ha. Còn muốn nghiêng qua bên tay phải này thì phải nhấn cái nút màu đen này ha, đừng có cho nó lên hết nha, cho lên nghiêng nghiêng vậy anh em nhấn cái nút màu đen nè. Đó, nó sẽ nghiêng qua bên đây luôn. Lúc nghiêng rồi thì mình buông nó ra được. Rồi thì dựng đứng lên á. Đó, nó nhảy cái tách theo. Hơn khi mình gặt lại là nó đứng. Đó. Rồi, một em. Xoay thì nãy xoay rồi phải không? Trượt trượt rồi luôn. Rồi test máy thôi. Để nó lên chính giữa coi. Điện 100V ha. Quên em giới thiệu thông số chứ. Đây là con cưa trượt Makita ha, sử dụng lưỡi 165mm nha nè. Đó, trượt mini nhưng mà trượt đời mới ha. Mã của nó là NLS0613FNL ha. Điện 100V, con này made in Japan ha. Made in Japan nha nè. Điện 100V ha, 1050W, 4200 vòng. Con này có khởi động mềm, IC trợ lực, đèn chở sáng, có laser hành trình. Đầy đủ đồ chơi hết. Đây, đèn báo nguồn nè, nó sáng nè ha. Rồi. Này là led chờ sáng nè, siêu sáng luôn ha. Rồi, bên đây có nút nữa là laser hành trình. Đây. Nhìn nó hơi mờ anh em. Sáng quá thì nó hơi mờ ha. Rồi, test máy.
Có tháng tư anh em ha, chạy siêu em. Kiếm gì đen đen nha. Anh em thấy không? Là có laser không? Đó. Nè, laser hành trình ha. Để lên để anh em thấy thôi. Mở này ra rõ hơn nè. Có laser hành trình. Có led chợ sáng luôn ha. Lưỡi này là lưỡi zin theo máy luôn nha anh em. Lưỡi mà lưỡi màu ha, lưỡi premium ha. Nếu mà anh em cắt ngắn á, anh em cắt ngắn thì cho nó chạy trên thôi. À, thì mình đưa cái kia ra trước. À, cắt ngắn mình cắt về thôi nè. Còn cắt dài thì mình mới cần kéo thằng kia vô. Đó. À, em chưa đo hành trình nó phải 32 không nữa. 32 nha anh em, hành trình 32 xăng ha. Rồi. Rút nó vô. Khóa này khóa trượt nè. Đây có cái khóa trượt đó nè. Cái đen đen này là do em nhớt vô rồi nó nhớt vô nó có màu thôi nha anh. Nhớt bỏ nhớt vô cho nó ăn. Đây nó có đèn báo nguồn nè. Gài cổ lại nè. Đó. Xoay qua nè. Này cũng có khóa xoay khóa mâm này nè. Em không có khóa tại vì đây nó có nút rồi em không khóa nè. Đó. Rồi. Con này mã 68. Mã 68. Con này giá 3 triệu nha nè. Đời mới nó mắc ha. 4 ti. Có laser hành trình, đèn chợ sáng, đèn này anh em có thể kéo tới kéo lui được ha. Mình bẻ nó được. Giá 3 triệu ha. Chuyển khoản đủ những bao ship. Này anh em này xài gia đình hoặc là anh em cắt đồ nhỏ á. Cắt đồ nhỏ là ok ha. Cắt trượt thì anh em không nên cắt nhôm nha anh em. Cắt nhôm thì anh em nên xài con cắt góc hồi nãy ha. Còn này là con trượt để cắt gỗ, cắt nhựa, cắt rima, cắt gì đó nhưng mà đừng cắt nhôm thôi. Nhôm mình cắt trượt là nó không chuẩn rồi nè. Là do nó có trượt á, nó có độ rơ. Xay rất nhẹ nhàng, cực kỳ mới nè, con này đẹp đó nè, siêu đẹp luôn, xay dầu này ha, à, quá đẹp ha, 3 triệu nha anh em. Thôi, con cuối cùng. Đây là con cắt sắt Makita, à, con này là Eto kẹp phô nhanh ha. Này ra vô rất nhanh ha, gạt cái này qua thì nó nhanh thôi. Con này rất là đẹp nha, này dòng này là dòng trâu bò ha, nó với dòng Hitachi C14 á, à, trâu bò cực kỳ. Cái bàn này là siêu cứng luôn ha, dây nguồn nó được 5m, dây nguồn zin theo máy luôn nha, đuôi chuột dài thòn này thấy không. Đây là con Makita ha, 2412, dòng này là siêu trâu bò ha, 2412, điện 100V ha, 1450W, 3800 dòng. Nó xài đá là đá 3 tấc ha. Đá 3 tấc nha nè. Nguyên zin 100% ha. Nguyên zin hết nha nè. Nước sơn zin nguyên bản ha. Đó. Eto kẹp phô nhanh ha. Eto kẹp phô nhanh. Rồi, test máy. Sau này xài đá 3 tấc nha nè. Dây nguồn zin theo máy 5m ha. Dây nguồn Makita. Con này và con Hitachi nó đều trâu bò như nhau nhưng mà con này êm hơn Hitachi nha anh em. Tại vì dòng Makita nhông nó sẽ làm xéo hơn thì nó sẽ êm hơn. Còn dòng Hitachi nhông nó làm rất là thẳng cho nên khi buông ra nó sẽ có tiếng nhông, có tiếng trả nhông á. Còn Hitachi là siêu êm luôn. Hình như là gần như 100% là không có tiếng trả nhông luôn ha. Chạy cực kỳ êm. Không có củi lửa vậy nha nè, chạy là không củi lửa ha. Ở đây nó có cái sợi dây xích, xích để khi anh em mình kéo xuống nè, đó mình xích vô ha, xích vô cho nó gài xuống á.
ăn đủ. Đó. Cái này là cái mà canh cái cử để canh mà cắt xuống tới bao nhiêu. Mình thấy nó thường thường cắt sắt không ai xài hết trơn. Rồi, liền lạc hết ha. Quá đẹp. Nguyên zin 100% luôn, không lai bất kỳ con ốc nào ha. Giữ kẹp phôi nhanh. Đây, con này mã cuối cùng. Mã 69. 69. Giá là 1.400.000. 1.400.000. Rồi, em kết thúc clip ở đây ha. Quá dài rồi. Để anh em quan tâm con nào thì chụp màn hình con đó ha. Gửi tin nhắn bên Zalo. Em kết bạn Zalo em hoặc là gọi điện trực tiếp. Số điện thoại là 0397146414 ha. Rồi, chào anh em, hẹn anh em lại clip sau ha.